một cái chung cư 150 người. Ở trong đó 11, 12 giờ khuya bắt đầu cháy do chập điện. Chập điện. Và cái lượng xài điện quá lớn, mỗi ngày đều thêm bếp, thêm lò vi sóng, thêm máy giặt, thêm ấm siêu tốc, nhưng mà dây điện vẫn không có đổi cho cái tải nó lớn lên. Nóng quá, quá tải, lượng xài nhiều quá, nhu cầu quá lớn mà cái lượng cung cấp không đủ tải, cho nên nó nóng, nó sẽ cháy dây và từ ổ điện nó phát điện ra cháy. Sau khi chúng tôi xem nhiều video và cái suy nghĩ về cái việc này, hôm nay chúng tôi nói một chút để cho đại chúng cảnh giác. Lửa đầu tiên chỉ bằng nắm tay thôi, vậy mà nó phực, nó cháy, không kịp chữa. Mà đứa con á, với con trai với đứa con dâu với hai đứa con ở quê vừa lên chơi đúng ngay cái ngày đó luôn, mà bà chữa không có kịp, cuối cùng bà cũng quên kêu con xuống, rồi cuối cùng đứa con nằm cho nó chết. Bà cứ ngồi bà kêu sao lúc đó không kêu con xuống, không kêu cháu xuống mà cứ lo đi chữa, rồi cuối cùng chữa không được, rồi cuối cùng con cũng phải chết. Bà khóc, hai vợ chồng bảo vệ là nhận, là thấy đầu tiên cái đống lửa trong cái ổ điện đã cháy đầu tiên. Khiến sao đấy, ngày trước ngày sau không lên, mà ngay ngày đó đi lên thăm gia đình là bị cháy. Rồi có hai cái anh chàng thanh niên mà sinh viên á, tối cái một anh chàng thì đang học sinh viên năm thứ ba là đi chơi với bạn gái, rồi ở nhà bạn gái. Còn một anh chàng thì đi uống cà phê, thấy mưa quá không về, cho nên hình ra thôi ở lại nhà bạn trai ngủ. Thì sáng nghe cái chỗ mình ở khu chung cư cháy. Người ở xa thì đi về thăm đúng ngay cái lúc nhà cháy. Cái người ở tại đó thì đi chơi không về lại không bị chết. Có phải may rủi không? Có phải hên xui không? Nghiệp lực dẫn dắt, nghiệp lực xui khiến. Nghe danh từ nghiệp lực quá quen thuộc, nhưng mà hiểu rõ danh từ nghiệp lực nên không phải là đơn giản đâu. Rồi làm chủ được nghiệp lực, và mình điều khiển được nghiệp lực, và mình tập theo những nghiệp thiện, bỏ nghiệp ác, không phải dễ nha. Không phải dễ à. Nghiệp lực sai khiến. Cả gia đình thấy cháy chạy ra hết bên ngoài, hai vợ chồng với lại đếm đứa con chạy ra ngoài. Còn đứa bé này nó cầm cái khăn á, khăn ướt á, nó cứ bịch vô miệng như vậy nè, khói vô nhiều quá, hầu như là chết ngạt nhiều. Cháy chưa tới mà cái hơi khói nó lên là chết ngạt. Rồi cuối cùng nó bịch cái khăn ướt vô để nó khỏi bị cái khói vô. Nó ngồi đã 5 tiếng, ngồi tại một chỗ không chạy. Nó kêu đi đâu cũng chết, thôi ngồi bịch. Ba mẹ chạy, anh chạy, ngồi bịch đó. Cái đứa bé 12 tuổi bé gái, cuối cùng là nó bịch cái khăn vô, đến 5 tiếng sau người ta lên cứu được. Ngồi đã 5 tiếng. Kinh khủng. Cho nên thành ra có những cái thọ mạng họ chưa hết. 150 người mà chết 56 người thì có những người thọ mạng họ chưa hết. Nên nhớ, thọ mạng rất quan trọng đối với con người trong cõi này.